Xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Lớp chúng mình là Câu lạc bộ nhảy piano. Hôm nay cùng với phong trào chống dịch cùng cả nước, lớp chúng mình đã có một bài nhảy để cùng ủng hộ ý chí của mọi người trong phong trào chống dịch lần này. Xin mời mọi người lắng nghe và thưởng thức. Yeah. Không một câu nào than phiền, luôn chiến đấu và tuyên truyền, không trong nơi nào đóng mà đi vào trong đó không được đâu. Nơi nhà ta là an toàn, vệ sinh sạch sẽ và kỹ càng, để corona chấm dứt mình cùng chung tay cuộc đời nở hoa. Đêm ngày lo dịch kia đang ở đâu, lòng dân thì lo lắng bất an, cuộc sống không dễ dàng. Đến bao giờ mới hết dịch đây ta? Bao dòng lệ từng rơi lúc khó khăn, Việt Nam của ta luôn đấu tranh. Hỡi Tổ quốc cố lên, có in một chỗ để tránh dịch bệnh, và đây chắc chắn là lên. Đừng mang Covid đi theo trên mọi nẻo đường. Biết bao người đã công hiến thời giờ, mạng sống quý báu của mình, dù nằm sân si mang những trái tim cờ sao bay. Trái tim Tổ quốc hướng tới đồng bào, Việt Nam ta quá ngọt ngào như lúa thơm, bao la cánh cò bay. Hãy yêu và giữ trái đất của mình, dòng tiên văn hiến ngàn đời quyết đấu tranh thắng giặc corona. Đây là dịch bệnh chứ không phải quà biếu, không cần trao tay xin cảm ơn rất nhiều. TV công chiếu mỗi ngày cứ đón xem, cập nhật tình hình xin đừng cứ rối đen. Muốn làm việc tốt thì xin hãy ở nhà, ngăn ngừa dịch bệnh là việc của chúng ta. Khẩu trang đâu? Nước rửa tay đâu? Nếu chưa có, xin hãy mua mau. Là bài học thật lớn cho sự tự giác, là trách nhiệm mỗi công dân trong tâm phó thác, là những ánh đèn của thành phố cần được sáng lên, là những gương mặt không còn che còn được biết tên, là những hoài nghi và lo sợ người đối diện mình. Gặp nhau không tay bắt mặt mừng mà cứ lặng thinh, xin được chia buồn với những người đã từng nằm xuống. Dịch corona các báo động đang liên hoàn những hồi chuông. Ngôi nhà chung Việt Nam của chúng ta, cho bao người con ở xứ xa quay về với quê nhà. Mong bình yên được gieo khắp thế gian, sự sống trở về xua bóng đêm. Yêu Việt Nam chúng tôi, I love you, I love you. Việt Nam cố lên.